Chào mừng bạn đã đến với video hướng dẫn về Django của Developer Việt Nam. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn thêm hai bảng Department và Employee vào trang Admin. Ở video này mình cũng tiếp tục viết cái chương trình cơ bản là hiển thị lên tất cả các phòng ban. Và khi ấn vào xem chi tiết của từng phòng ban thì hiển thị lên tất cả các nhân viên trong phòng ban đó. Thì đầu tiên chúng ta phải tạo dữ liệu cho hai bảng Department và Employee. Thì bảng Department thì mình đã thêm hai phòng ban, một là phòng phát triển, hai là phòng hành chính. Còn ở bảng Employee thì mình đã thêm 8 nhân viên, trong đó 4 nhân viên thuộc phòng phát triển và 4 nhân viên thuộc phòng hành chính. Thì đầu tiên mình sẽ viết chương trình để hiển thị tất cả dữ liệu trong bảng Department lên. Các bạn mở file view.py trong Module Home. Để lấy được dữ liệu trong bảng Department thì đầu tiên mình phải import bảng Department vào. From.module import department. Thì ở đây mình sẽ gắn cho nó một cái tên là department sheet module. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy tất cả dữ liệu trong bảng department. Để lấy tất cả dữ liệu trong bảng thì sẽ phải dùng hàm filter. Câu lệnh department_model.object.filter thì sẽ tương đương với cả câu truy vấn dữ liệu là select sound from department. Sau khi lấy được tất cả dữ liệu trong bảng department thì lúc đó mình sẽ lưu nó vào trong cái biến department_list. Ở đây mình muốn sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần của trường department ID. Nên mình sẽ sử dụng thêm hàm order by và truyền department này đi vào. Bây giờ mình sẽ đẩy cái danh sách phòng ban này lên file home.html. Bạn muốn đẩy dữ liệu gì lên giao diện thì bạn sẽ để ở trong dấu ngoặc nhọn. Ở đây mình đã truyền dữ liệu từ cái biến department_list của thằng view cho cái biến department_list của thằng template. Thì cái biến của thằng template các bạn sẽ để ở trong dấu nháy. Bây giờ mình sẽ vào file home.html để lấy ra danh sách các phòng ban. Thì đầu tiên cái trang home này mình muốn hiển thị cái tiêu đề là tên của một công ty nào đó. Tiếp theo mình sẽ hiển thị danh sách các phòng ban ở trong một cái bảng. Cái bảng này sẽ có 3 cột với tiêu đề là ID, tên phòng ban và chức năng. Bây giờ mình sẽ lấy thông tin danh sách phòng ban từ cái biến department_list này để hiển thị lên. Vì cái biến department_list đó là kiểu list lên ở đây chúng ta phải dùng vòng for để lấy ra thông tin. Thì các bạn sẽ gõ là mở ngoặc nhọn % for department in department_list. Và các bạn nhớ thêm thẻ đóng end for. Vì for in và end for là cú pháp của thằng Python nên các bạn sẽ phải để ở trong dấu ngoặc nhọn %. For department in department sheet_list có nghĩa là mỗi lần duyệt sẽ lấy giá trị của phần tử được duyệt trong department sheet_list gắn cho cái thằng department. Bây giờ mình sẽ lấy thông tin của từng phòng ban trong cái vòng for này và mỗi phòng ban thì mình sẽ cho nó hiển thị trên một dòng. Department sheet_id và name thì chính là tên của hai cái trường trong bảng phòng ban.
department.department.switcher.id thì có nghĩa là lấy ra ID của phòng ban. department.name thì là lấy ra tên của phòng ban. Thì ở trong cột chức năng thì mình sẽ thêm một đường dẫn có tên là chi tiết. Thì ở trong thẻ href kia thì mình sẽ lấy đường dẫn là suộc department suộc giá trị tương ứng của trường department ID. Thì cái đường dẫn này là cái đường dẫn để chuyển sang trang danh sách nhân viên trong từng phòng ban. Vậy là mình đã lấy được hết tất cả các thông tin của danh sách các phòng ban. Bây giờ mình sẽ mở trang home lên xem các thông tin đó đã được hiển thị lên trình duyệt chưa. Như các bạn thấy thì toàn bộ thông tin thì đã được hiển thị lên trình duyệt. Nhưng mà cái giao diện nó xấu thì bây giờ mình sẽ style lại để cho nó đẹp hơn. Đồng thời mình cũng nói luôn về folder static trong Django. Thì ở module home mình sẽ tạo thêm một folder tên là static. Thì trong folder static này mình sẽ tạo thêm hai folder con, một là CSS, hai là JS. Folder CSS thì để mình chứa các file CSS, còn folder JS thì để mình chứa các file JS. Thì ở đây mình có 3 file, một là bootstrap.min.css, hai là bootstrap.min.js, ba là jQuery 3.6.0.min.js. Mình sẽ để file bootstrap.min.css vào thứ mục CSS, còn hai file bootstrap.min.js và jQuery 3.6.min.js thì mình sẽ để vào thứ mục JS. Thì thằng Django này nó có cơ chế để gọi nhanh đến folder static. Để gọi nhanh được đến cái folder static thì ở đầu cái thẻ head kia các bạn sẽ gõ là mở ngoặc nhọn %, not static. Giờ mình sẽ import cái file bootstrap.min.cs kia vào trong cái file home.html này. Mình sẽ thêm một thẻ link. Ở trong cái thẻ href kia các bạn sẽ gõ là mở ngoặc nhọn %static cách dấu nháy đơn %, đóng ngoặc nhọn. Như vậy là bạn đã trỏ được đến cái folder static. Bây giờ mình muốn gọi đến cái file bootstrap.min.cs thì trong dấu nháy đơn thì mình sẽ gõ là css suộc bootstrap.min.cs. Như vậy là mình đã import được cái file bootstrap.min.cs vào trong cái file home.html. Bây giờ mình sẽ làm tương tự để import hai cái file bootstrap.min.js và jQuery 3.6.min.js. Thì hai file này là file js thì ở đây chúng ta phải sử dụng thẻ script. Vậy là mình đã import được 3 file. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem việc import có lỗi gì không. Mình sẽ sử dụng hai class, một là table, hai là table gạch ngang border ở trong cái file bootstrap.min.cs để style cho cái bảng này. Bây giờ mình sẽ load lại trang home để xem nó có thay đổi gì không. Thì như các bạn thấy thì cái bảng của mình đã to hơn và nó đã có border, thì chứng tỏ việc import ba cái file kia đã thành công. Bây giờ mình sẽ tự style để cho cái giao diện của mình đẹp thêm một chút. Thì ở trong folder CSS thì mình sẽ tạo thêm một file là style.css. Bây giờ mình sẽ viết thêm mấy class CSS để làm cho cái giao diện của mình đẹp hơn.
Bây giờ mình sẽ import cái file style.css này vào cái file home.html để mình sử dụng. Mình sẽ cho cái bảng này cách cái tiêu đề kia một khoảng là 60 pixel. Tiếp theo mình sẽ cho cái tiêu đề này ở giữa trang. Tiếp theo mình sẽ cho cái dòng tiêu đề của cái bảng là màu dark gray. Cuối cùng mình sẽ cho cái tiêu đề này có chữ là chữ in đậm. Bây giờ mình sẽ load lại trang home để xem nó có thay đổi không. Thì như các bạn thấy, giao diện của mình đã đẹp hơn một chút rồi. Thì ngoài cơ chế để gọi nhanh đến folder static, thì đằng liên Go này nó còn hỗ trợ thêm một cơ chế để gọi nhanh đến file giao diện của chương trình, như là các file HTML. Các bạn mở file view.py trong module home. Thì ở đây để gọi file home.html ở trong thu mục template, thì ở đây mình chỉ cần ghi là home.html. Do đằng liên Go nó có cơ chế là khi bạn sử dụng hàm để trả về một file giao diện, ví dụ ở đây là hàm render, thì bạn chỉ cần ghi tên file và thằng DNGo này nó sẽ tự tìm đến folder có tên là template để nó tìm cái file tương ứng với cái file bạn yêu cầu. Mình đã hoàn thành việc lấy tất cả danh sách các phòng ban để hiển thị lên trình duyệt. Bây giờ mình sẽ làm chức năng là khi bấm vào chi tiết thì sẽ hiển thị tất cả danh sách nhân viên của phòng ban đó. Thì đầu tiên mình phải có giao diện của trang danh sách nhân viên. Nên mình sẽ tạo thêm một file employee.html. Ở đây mình ghi nội dung là employee để lát mình test xem nó đã hiển thị được cái trang này chưa. Tiếp theo mình sẽ vào file view.py của module employee để mình viết hàm trả về file employee.html. Tiếp theo mình phải thêm một đường dẫn ở trong file url.py để nó gọi đến cái hàm get employee này của mình. Lúc trước cái link chi tiết này mình có định nghĩa một đường dẫn trong đó là department thuộc giá trị của thằng department ID. Thì đường dẫn trong file url.py sẽ phải giống với cả cái đường dẫn này. Do thằng department chữ ID nó không cố định, nó có thể là 1 hoặc 2 và nó là số nguyên, nên ở trong file url.py mình sẽ viết là department thuộc một hoặc nhọn in 2.id đóng hoặc nhọn suộc. Thì lúc này giá trị của thằng department sys.id có là 1 hay 2 thì nó cũng gọi đến cái đường dẫn này. Và giá trị của thằng department sys.id sẽ được gán cho cái biến có tên là id. Do cái đường dẫn này nó gọi đến cái hàm get employee. Lên ở trong hàm get employee này mình sẽ phải thêm một param là id. Bây giờ mình chỉ cần gọi cái hàm này ở trong file url.py nữa là xong. Trước khi gọi thì mình phải import cái file view.py vào. Bây giờ mình sẽ thử test xem nó có lỗi gì không. Như các bạn thấy thì mình đã truy cập được vào trang employee. Bây giờ mình chỉ cần lấy danh sách nhân viên và hiển thị lên thôi. Thì đầu tiên mình sẽ tiến hành lấy danh sách nhân viên theo mã phòng ban. Thì đầu tiên ở file view.py của module employee thì mình sẽ import cái bảng employee vào. Tiếp theo mình sẽ tiến hành lấy danh sách nhân viên theo mã phòng ban. Nếu hàm filter để không như này thì có nghĩa là lấy tất cả nhân viên ở trong cái bảng employee. Bây giờ mình muốn lấy theo mã của phòng ban thì mình sẽ thêm điều kiện vào cho nó.
Điều kiện sẽ là department sys.id bằng id. Department sys.id ở đây thì chính là cái trường department sys.id ở trong cái bảng employee. Còn id ở đây thì chính là giá trị của cái tham số mà chúng ta lấy được từ đường dẫn. Thì nó chính là mã của phòng ban. Employee sys-model.object.filter trường hợp điều kiện là department sys-id bằng id thì nó tương ứng với câu lệnh truy vấn là select cell from employee where department sys-id bằng giá trị của cái thằng id. Mình muốn cái trang danh sách nhân viên theo phòng ban này có cái tiêu đề là tên của cái phòng ban, thì ở đây mình sẽ lấy thông tin của phòng ban theo mã phòng ban. Thì đầu tiên mình phải import cái bảng department vào. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy thông tin của phòng ban theo mã phòng ban. Vì ở đây mình lấy theo khóa chính của nó là trường department sys-id lên ở đây, mình sẽ sử dụng hàm get. Điểm khác nhau của hàm get và hàm filter là hàm get sẽ trả về cho bạn một đối tượng, còn hàm filter sẽ trả về cho bạn một danh sách các đối tượng. Bây giờ mình sẽ truyền cái dữ liệu này lên file employee.html. Tiếp theo mình sẽ vào file employee.html để lấy các dữ liệu này ra. Vì mình muốn giao diện của trang employee này giống giao diện của trang home nên để cho nhanh thì mình sẽ copy giao diện của trang home và sửa nó. Ở đây chỗ tên công ty này mình sẽ thay bằng tên phòng ban. Cái bảng danh sách nhân viên thì mình sẽ cho nó có 3 cột, một là ID, hai là tên nhân viên, 3 là tuổi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy dữ liệu của nhân viên để hiển thị lên. Mình sẽ copy thêm cái đoạn import mấy cái file style để giao diện giống giao diện của trang home. Vậy là mình đã tiến hành xong việc lấy danh sách nhân viên theo phòng ban để hiển thị lên trình duyệt. Thì bây giờ mình sẽ mở trình duyệt lên để xem có lỗi gì không. Bây giờ mình sẽ xem danh sách nhân viên ở phòng phát triển. Ở đây mình lấy được 4 nhân viên là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C và Nguyễn Văn D. Thì mình sẽ so sánh xem nó có giống ở trong database không. Thì như các bạn thấy thì nó đã khớp với cả data ở trong database, thì chứng tỏ mình đã lấy ra đúng rồi. Vậy là mình đã hoàn thành xong chương trình lấy danh sách nhân viên theo mã phòng ban. Ở video sau thì mình sẽ nói kỹ hơn về thằng model và thằng template, và hướng dẫn các bạn về cách upload file hay ảnh ở trong Django. Video này mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.